quay đi, bắn 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 đầu đầu ngoài nó quay đi. Đây 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 đây. Đi luôn đi luôn đi luôn đi đi đi. Đi về cái trại để chuẩn bị xây nhà máy nước tại đây nè quý vị. Nhà máy nước. Kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng nè quý vị. Xây dựng nhà máy nước tại đây. Thank you.
Rồi chuẩn bị gì là trang gạch thứ hai giống gì? Chân rạp này gồm có 10 chân. Nếu mà ra nữa sau đây chúng ta ra công trình, coi cái công trình xây dựng phòng khám như thế nào rồi hả quý vị. Hiện tại đang lợp cái nhà con bảo vệ ha, lợp xong là cái phần lát gạch nữa là xong. Nếu mà có sơn thì mình sơn. Chiều nay thì cái cửa rào cửa kéo này thì đã lắm cái gắn các bánh này, gắn cái xe. Chiều nay các công nhân sẽ bắt đầu lắp đặt, ngày mai đưa vào sử dụng nha quý vị. Còn đây là bốn phòng tại phòng khám cũ. Công trình này xây dựng trên cái nền phòng khám cũ nha quý vị, thì sẽ xây dựng các tường ở phía sau lên tới đầu cột trên này, bắt đầu đổ đà kiền ngang, bắt đầu xây lên, đổ đà xong xuôi xây rất nhanh quý vị. Cái hệ thống toilet ở phía sau
Phòng này gồm 4 phòng. Các công nhân cũng mới phụ thôi vậy. Mới phụ di dời cái rạp để có chỗ xây dựng cái nhà máy nước, nhà máy lọc nước. Thì nhà máy lọc nước đó thì sau khi xây dựng xong, nói chung là ống cây nước đã đóng xong rồi, cây nước đã đóng xong rồi. Thì hiện tại mình xây dựng cái nhà máy nước lên, sau đó thì mình sẽ vận hành gắn hệ thống máy móc, sau đó mình sẽ xin giấy phép cái gì, nhà máy nước mình xin giấy phép để cho người ta, nói chung là cái cơ quan mà cấp phép người ta sẽ đến đây, người ta sẽ kiểm tra coi nồng độ nước như thế nào, nồng độ kiềm như thế nào, tất cả các cái quy cách để xây dựng nhà máy nước, sau đó ta thẩm định sẽ cấp phép cho nhà máy nước hoạt động như vậy. Video này xin kết thúc tại đây. Chúc các cô chú, quý vị, quý anh chị đầu năm mới vui tươi, an khang thịnh vượng. Xin kính chào.